Thưa quý vị và các bạn, không lâu sau khi cuộc bỏ phiếu chính thức bầu tổng thống thứ 47 của Mỹ khép lại, lịch sử đã gọi tên Donald Trump với chiến thắng cực kỳ kịch tính trước đối thủ của Đảng Dân chủ, đương kim phó tổng thống Kamala Harris. Đây là thời khắc lịch sử của nước Mỹ, bởi lần đầu tiên trong lịch sử hơn 130 năm qua, dưới cờ hoa có một người làm tổng thống hai nhiệm kỳ không liên tục. Đó là Donald Trump, một nhân vật thú vị bậc nhất trong lịch sử chính trường Mỹ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin về người đàn ông với những điều khác thường một cách phi thường này. Kể từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, tỷ phú Donald Trump đã luôn gây sự chú ý và tạo ra nhiều dấu ấn lịch sử. Từ một tay ngang trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội đến 2 lần và là cựu tổng thống Mỹ bị kết án tới 34 tội danh. Con đường mà ông trải qua, từ kinh doanh cho đến chính trị, là một hành trình không hề bằng phẳng, thậm chí có thể nói ông đã vượt ngàn chông gai để đi đến vị trí như hiện nay. Cậu ấm Donald Trump, sinh năm 1946 tại quận Queens ở New York, Mỹ, là con trai của một đại gia bất động sản. Từ khi còn nhỏ, cậu bé Donald Trump đã được thừa kế tinh thần kinh doanh từ cha. Khi lên 3 tuổi, Donald Trump đã có thu nhập tương đương 200.000 đô la Mỹ mỗi năm, trở thành triệu phú vào năm 8 tuổi và đến năm 17 tuổi đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn. Năm 13 tuổi, Donald Trump được cha gửi vào trường quân sự tư thục New York với kỳ vọng sẽ rèn luyện tính kỷ luật. Những năm đầu ở trường quân sự là khoảng thời gian khó khăn nhất với chàng thiếu niên Donald khi bị các thầy phụ trách dạy dỗ bằng những hình thức nghiêm khắc. Tuy nhiên, bằng khả năng thích nghi và sự quyết tâm, Donald Trump đã dần biến tính cách cạnh tranh thành lợi thế và trở thành đội trưởng thiếu sinh quân. Năm 1964, chàng trai Donald Trump bắt đầu cuộc đời sinh viên ở Đại học Fordham và 2 năm sau chuyển tới trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp Đại học Wharton, cậu bắt đầu làm việc toàn thời gian cho công ty bất động sản của cha mình, tham gia quản lý các khu chung cư với quy mô từ 10.000 tới 22.000 căn. Đến năm 28 tuổi, Donald Trump chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn của gia đình, mà sau này là Trump Organization. Trong những năm 1960 và đầu những năm 1970, các khu nhà ở do ông Trump sở hữu tại một số khu vực trên khắp nước Mỹ vướng vào các vụ khiếu nại về phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác. Dù ông Trump luôn khẳng định mình là người rất giàu có, không ai thực sự biết rõ giá trị tài sản thực của ông. Năm 2020, một cuộc điều tra của New York Times tiết lộ rằng vị tỷ phú vẫn còn món nợ 421 triệu đô la Mỹ, phần lớn với các tập đoàn ngân hàng tư nhân Đức. Tới nay, tài sản và quyền lực của ông vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Ông Trump đứng tên đồng tác giả cuốn sách Bán chạy, Nghệ thuật đàm phán năm 1987 và nhiều cuốn sách khác về nghệ thuật kinh doanh như Nghệ thuật trở lại năm 1997, Vì sao chúng tôi muốn bạn giàu năm 2006 và Trump 101 Con đường thành công năm 2006. Cuốn Nghệ thuật thẩm phán là một trong những quyển sách nổi tiếng nhất về cuộc đời Trump, khi đó mới chỉ 38 tuổi. Về đời tư, năm 1977, ông Trump cưới người vợ đầu tiên, một người mẫu chef có tên là Ivana Zenikova. Họ có 3 người con là John, Ivanka và Eric. Năm 1992, hai người ly hôn sau vụ Trump ngoại tình với nữ diễn viên Mala Mappers. Trump cưới Mappers vào năm 1993. Hai người có con gái Tiffany trong năm đó. Tới năm 1999, ông Trump ly hôn lần thứ hai. Năm 2005, Trump cưới siêu mẫu người Slovenia, bà Melania Knoss, và đón cậu con trai út Baron ra đời năm 2006. Melania Trump sau này trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Tay ngang trong cuộc chơi chính trị, ông Trump đã đổi đảng 5 lần. Năm 1987, ông ghi danh là thành viên Đảng Cộng Hòa, sau đó đổi sang Đảng Cải Cách vào năm 1999. Ông chuyển lại Đảng Dân Chủ vào năm 2001, rồi trở về Đảng Cộng Hòa vào năm 2009. Năm 2011, ông chuyển thành cử tri độc lập, và cuối cùng vào năm 2012, Trump ghi danh vào Đảng Cộng Hòa. Ngay từ những năm 1980, ông Trump đã được đồn thổi là sẽ ra tranh cử Tổng thống với những phát biểu về lập trường chính trị không khác hiện nay là mấy. Nhưng bất chấp những điều đó, ông Trump rõ ràng là một trong những doanh nhân ít kinh nghiệm về chính trị nhất từng tranh cử và đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông gây chấn động khi đánh bại đối thủ nổi tiếng, cựu nữ ngoại trưởng Hillary Clinton vào tháng 11 năm 2016 với số phiếu đại cử tri áp đảo là 306 trên 232, dù thua về phiếu phổ thông để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, mở đầu cho một sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi. Một trong những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông Trump là sự linh hoạt về đảng phái. Năm 2012,
ông trở lại Đảng Cộng Hòa với tư cách thành viên. Năm 2015, vị tỷ phú Mỹ chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống và chiến thắng với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. Trong nhiệm kỳ Tổng thống từ 2017 đến 2021, ông đã thực hiện nhiều cam kết như rút nước Mỹ khỏi các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nay là Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thỏa thuận khí hậu Paris cũng như đẩy mạnh chính sách an ninh. 4 năm tại Nhà Trắng, ông Trump có nhiều di sản gây tranh cãi, đặc biệt là chính sách hạn chế nhập cư cứng rắn và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời ông Trump tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và thị trường chứng khoán đã có giai đoạn đạt đỉnh cao. Bên cạnh đó, chiến lược dùng ngoại giao cá nhân cũng đem lại cho ông Trump cả sự thành công lẫn sự dè chừng từ các đồng minh trong hoạt động đối ngoại. Khi còn là Tổng thống Mỹ, ông Trump đã gặp mặt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un 3 lần, giúp tháo ngòi nổ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Những tháng cuối nhiệm kỳ, chính quyền Trump cũng giúp hòa giải thành công mối thù truyền kiếp của một số nước Ả Rập ở Trung Đông và Israel, mang lại bình minh hòa bình mới ở trào lửa xung đột. Con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị của ông Trump không hề suôn sẻ. Ông từng bị Bộ Tư pháp điều tra về cáo buộc thông đồng với Nga trong các chiến dịch tranh cử cũng như đối mặt với hàng loạt vụ kiện về gian lận và hối lộ. Năm 2020, sau khi thất bại trước ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden với tỷ lệ 232/306, vị tỷ phú Đảng Cộng Hòa đã không công nhận kết quả bầu cử và đưa ra cáo buộc gian lận. Ông Trump bị xem là người thúc đẩy cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ 15 ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực, dẫn đến vụ bạo loạn đồn Capitol. Sau khi rời Nhà Trắng, ông trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án 34 tội danh hình sự liên quan tới việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Một trong những cáo buộc là việc chi trả tiền để bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stephanie Clifford hay Stormy Daniels vào năm 2016. Ngoài ra, ông cũng bị điều tra về hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 và việc lưu giữ tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Ông Trump cũng ghi tên vào lịch sử là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với hai lần luận tội. Một vào năm 2019 vì lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới vụ việc ở Ukraine. Lần thứ hai vào ngày 13 tháng 1 năm 2021 với tội danh kích động bạo loạn chống lại chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, cả hai lần ông đều được Thượng viện tha bổng. Ngoài việc bước vào đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với hồ sơ có nhiều vết đen, ông Trump cũng phải trải qua hàng loạt các chông gai khác để có thể đi đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 vừa qua. Từ những nghi ngờ của nội bộ đảng, sự ngáng chân của Đảng Dân Chủ, sự phản đối từ dư luận, cũng như các vụ kiện và điều tra đang diễn ra. Thậm chí trong quá trình tranh cử, ông còn phải đối mặt với mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, trong đó có vụ ám sát hụt chấn động hồi tháng 7 tại Pennsylvania. Vụ ám sát hụt khiến ông Trump bị thương một bên do đạn sượt qua tai. Khi đó bức ảnh ông Trump được đội cận vệ đưa khỏi bục diễn thuyết nhưng vẫn giơ tay hướng về người ủng hộ, tạo nên sự rung động mạnh mẽ cho người xem. Bất chấp hàng loạt các bê bối và khó khăn pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri, minh chứng qua số phiếu ủng hộ bám đuổi sát sao trước đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong các cuộc vận động tranh cử. Đối mặt với tất cả những chông gai đó, với phong cách mạnh mẽ, ông Trump kiên quyết tiến lên và khát vọng trở lại Nhà Trắng. Nhiều người ủng hộ tin rằng ông có khả năng vực dậy nước Mỹ một lần nữa, đặc biệt là trong bối cảnh cường quốc số 1 thế giới đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, tình trạng khủng hoảng nhập cư và các thách thức quốc tế. Nhiều sự kiện trong quá khứ chứng tỏ rằng với ông Trump không có gì là không thể. Thành công trong lần tranh cử này, ông Trump đã lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử chính trị Mỹ. Ông đã có thể vượt qua tất cả những rào cản, chiến thắng đối thủ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và trở lại Nhà Trắng một lần nữa để định hình tương lai của nước Mỹ như ông đã từng tuyên bố. Thưa quý vị các bạn, cử tri Mỹ đã hoàn tất việc lựa chọn Tổng thống 47 của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá là sít sao nhất từ trước đến nay giữa ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Trump đắc cử không chỉ làm rung chuyển chính trường Mỹ mà còn được dự báo là sẽ tạo ra những thay đổi lớn đến an ninh và kinh tế thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần thứ hai ông Trump thành công trong 3 lần tranh cử. Trong quá trình vận động tranh cử, ngoài những ưu tiên cứu nước Mỹ, ông Trump còn phần nào nêu lên các vấn đề quốc tế mà ông cho là cần giải quyết, trong đó có các vấn đề liên quan tới NATO, Trung Quốc, Ukraine và giải Gaza. Với NATO, ông Trump ám chỉ nếu tái đắc cử, ông sẽ giảm tài trợ của Mỹ cho NATO hoặc không thực hiện điều 5 trong Hiệp ước thành lập khối. Điều 5 quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm cả vào liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Ông thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO vì đã không thực hiện cam kết chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Năm 2017, ông mô tả NATO là tổ chức lỗi thời,
khiến quan hệ giữa Mỹ với Liên minh trở nên căng thẳng và nhiều quan chức NATO đã thở phào khi ông Joe Biden chiến thắng năm 2020 với cam kết đưa nước Mỹ trở lại. Ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên kêu gọi NATO tăng chi quốc phòng, nhưng những lời cảnh báo ông đưa ra nghiêm trọng và trực diện hơn, buộc các thành viên của khối phải hành động. Trong số 32 thành viên NATO, 20 nước đã đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng và đang tập trung hỗ trợ Ukraine. Ông Trump thậm chí còn đe dọa không bảo vệ các nước NATO chưa chi đủ cho quốc phòng và sẽ để Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Về phần Ukraine, theo Viện Chính sách tại Chatham, trụ sở tại Anh, Ukraine là bên có nhiều thứ phải lo lắng nếu ông Trump tái đắc cử. Với quan điểm nước Mỹ trên hết của mình, ông Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép với Ukraine để nước này sớm đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Ông Trump chưa bao giờ thể hiện mong muốn tăng hỗ trợ cho Ukraine, điều mà ông cho là tốn kém và lãng phí. Các nghị sĩ Cộng hòa trung thành với ông Trump từng khiến gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn suốt nhiều tháng tại Quốc hội. Ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa, ông J.D. Vance, hồi tháng 7 cũng cho rằng tài trợ cho một cuộc chiến bất tận không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tại Trung Đông, ông Trump có thể giữ vai trò ổn định tình hình. Hiệp ước Abraham được coi là thành tựu đối ngoại lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông đã giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Hiệp định đã làm dấy lên hy vọng mang đến ổn định và thịnh vượng cho khu vực, nhưng triển vọng này đã bị lu mờ bởi chiến sự Israel-Hamas. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, Mỹ đang mất dần vị thế tại khu vực Trung Đông. Kết quả một thăm dò thực hiện hồi đầu năm tại Trung Đông cho thấy, khu vực đặt niềm tin vào Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là Tổng thống Biden. Giữa những biến động phức tạp ở Trung Đông hiện nay, nếu trở lại nắm quyền, ông Trump nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện tình hình khu vực, bởi ông tự nhận là Tổng thống Mỹ ủng hộ Israel nhất trong lịch sử. Trong nhiệm kỳ đầu, ông đề xuất kế hoạch hợp pháp hóa những khu định cư Israel ở bờ Tây, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố này. Điều đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa Israel với thế giới Ả Rập. Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đặc biệt là khu vực Đông Jerusalem. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Nghị quyết số 181 của Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc lãnh thổ của Israel. Một diễn biến khó lường nữa là quan điểm cứng rắn của ông Trump về Iran. Dù ông Trump tuyên bố mình là Tổng thống yêu hòa bình, nhưng ông đã không ngần ngại sử dụng vũ lực nhằm vào Iran. Năm 2020, ông Trump đã ra lệnh tập kích hạ sát Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iraq. Ông Trump cũng là người đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tăng cường sức ép trừng phạt với nước này. Ông gần đây còn nêu khả năng Mỹ sẽ xóa sổ Iran. Cạnh tranh Mỹ-Trung cũng là vấn đề được ông Trump chú trọng trong nhiệm kỳ đầu. Năm 2018, ông Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp thuế lên khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ nước này, tìm cách đưa sản xuất trở lại Mỹ. Cựu tổng thống ấp ủ kế hoạch lớn cho nhiệm kỳ thứ hai, áp thuế 60% với toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc và thuế suất chung 10-20% với những hàng hóa nhập khẩu từ các nước còn lại của Mỹ. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có những biện pháp đáp trả nếu ông Trump áp đặt thuế suất chưa từng có như vậy, khiến chiến tranh thương mại giữa hai nước sẽ tăng nhiệt đáng kể và kéo theo đó sẽ là sự cạnh tranh trên các lĩnh vực giữa hai siêu cường. Tuy nhiên, chính sách tăng cạnh tranh với Trung Quốc của Trump nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh xích lại gần hơn với Moscow để tạo nên thế đối trọng. Trong bối cảnh ông Trump xa rời các đồng minh truyền thống ở châu Âu, Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với sức ép cạnh tranh về mọi mặt từ Nga và Trung Quốc. Ông Trump còn nổi tiếng vì khó đoán, thất thường và quan điểm của ông về biến đổi khí hậu cũng cho thấy điều này. Ông từng cho rằng tình trạng ấm lên toàn cầu là một trò lừa đảo, bác bỏ khoa học khí hậu, nhưng sau đó thừa nhận con người phải chịu phần nào trách nhiệm. Ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có thể thu hồi các chính sách bảo vệ môi trường của ông Biden, một lần nữa rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris về giới hạn phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau từng cảnh báo rằng việc ông Trump trở lại nắm quyền có thể cản trở cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.